thị trấn Cầu Quan A, gồm có chấm khối tiểu học. Xin giới thiệu vị giám khảo thứ nhất là anh Nguyễn Xuân Triều, là tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Tân Hùng. Vị giám khảo thứ hai là anh Lương Thanh Khởi, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Hiếu Trung. Vị giám khảo thứ ba là anh Nguyễn Xuân Phi, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Ngãi Hùng. Vị giám khảo thứ tư là anh Nguyễn Trần Đăng Khoa, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Hiếu Tử. Về chấm khối trung học cơ sở thì vị giám khảo thứ nhất xin giới thiệu là chị Trần Thị Mỹ Linh, tổng phụ trách đội trường tiểu học Hiếu Trung A. Và vị giám khảo thứ hai là anh là Đặng Thanh Phong, tổng phụ trách đội trường tiểu học Hiếu Trung B. Và còn hai vị giám khảo nữa là anh Đoàn Quang Hải, tổng phụ trách đội trường tiểu học Ngãi Hùng, và anh Trung Hoài Hận, tổng phụ trách đội của trường tiểu học Phú Cần A. Xin chúng ta hãy chào đón ban giám khảo một tràng pháo tay thật to đi ạ. Trước khi kết thúc cái lời của anh phát biểu về cái thể lệ thì anh cũng chúc tất cả các em tham gia cái hội thi nghi thức đội năm học 2018-2019 tại thị trấn Tiểu Cần ngày hôm nay. Chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin, thể hiện hết cái tài năng mà chúng ta đã tập luyện để chúng ta đạt được cái kết quả tốt nhất. Xin cảm ơn các em. Về thứ tự thi thì đầu tiên là trường tiểu học Phú Cần A. Và sau đây mời các đơn vị còn lại, các đội còn lại, chúng ta tìm vị trí thích hợp, chúng ta giãn ra hai bên ngoài để nhường.
kêu lấy nha. Cho anh gấp giùm em, trưa lấy nha. Sang phải hai bước. Bước. Sang trái bốn bước. Bước. Sang phải bốn bước. Bước. Đấy. Nhìn. Dậm chân. Dậm. Thank you.
Vâng, xin tay mà dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đơn vị tiểu học Phú Cần Nga đã hoàn thành phần thi của mình. Tiếp theo đó là đơn vị trung học